Như là năng lực cạnh tranh, chúng ta có những cái năng lực cạnh tranh gì? Ví dụ như là về giá, về sản phẩm, về kênh phân phối, về lợi nhuận, hay là về khả năng tài chính, hay khả năng marketing, hay dịch vụ, hay là những cái sự khác biệt khác. Đây là những cái năng lực cạnh tranh lõi mà chúng ta sẽ phải tập trung vào. Ví dụ như giá rẻ, ta làm được giá rẻ, tại sao chúng ta không cạnh tranh được với Trung Quốc? Là bởi vì họ làm cái gì cũng rất là rẻ. Họ làm cái gì cũng rất là rẻ. Đúng không ạ? Rẻ rẻ kinh hoàng luôn. Ví dụ như là chi phí thấp này, lợi thế nhờ quy mô lớn này, quản trị tốt, công nghệ hiện đại này, đấy, bán được sản lượng lớn này, cho nên là chúng ta có được cái giá tốt hoặc là chúng ta có được cái lợi nhuận tốt. Và có được cái lợi nhuận tốt như vậy thì chúng ta sẽ là ở nhà thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta làm sao mà chúng ta để mà hạ được giá thành xuống hoặc là vẫn giữ nguyên giá thành nhưng thì chúng ta có nhiều lợi nhuận hơn, người ta chia sẻ phần lợi nhuận đấy với đại lý, hoặc là ta xem chia sẻ cái phần lợi nhuận đấy cho nhân viên, hoặc là ta sẽ tái đầu tư nhiều hơn vào R&D, hoặc là ta sẽ chi nhiều ngân sách hơn cho marketing để tăng sức mạnh cho ta trên thị trường. Đấy là cái ý nghĩa của cái phần mà tôi nói đến cái phần mà xác định năng lực cạnh tranh. Đấy. Nhiều khi là doanh nghiệp chúng ta đi ra thị trường chúng ta không biết là chúng ta cạnh tranh bằng cái gì. Chúng ta cứ nói là sản phẩm của chúng ta tốt nhưng mà tôi cũng chia sẻ thật với các bạn là sản phẩm của đối thủ cũng rất tốt. Ta bảo của ta tốt hơn nhưng mà tốt hơn như thế nào thì có khi ta lại không trình bày được. Mà khách hàng họ cũng lại không chấp nhận hay là không thừa nhận. Thậm chí rất nhiều những cái sản phẩm kém chất lượng khác lại bán chạy, đúng không ạ? Vì sao họ vì họ truyền thông tốt, họ quảng cáo nhiều. Mình tốt nhưng mình không quảng cáo. Đấy. Rồi thì mình đặt giá nó rẻ quá, mình không có ngân sách để làm. Mình cứ trông trông chờ vào hữu xạ tự nhiên hương. Thì giá là một cái vấn đề rất là quan trọng. Đấy, chúng ta cần phải nghiên cứu. Cái gì thế? Bấm vào cái gì đây? Rồi. Đấy, rồi khác biệt về sản phẩm, công nghệ lõi của sản phẩm, đúng không ạ? Thế thì cái phần này là ta tập trung vào đấy, từ mùi hương, từ màu sắc, đấy, từ cảm quan, đấy, từ thông điệp. Và chúng ta có những cái công nghệ nào đó, cái nước uống thì chúng nó không có gì đặc biệt cả nhưng mà chúng ta phải sử dụng công nghệ để làm sao mà nói lên được những cái điểm khác biệt trong sản phẩm, ví dụ như là không chất bảo quản, tốt cho sức khỏe, không gây ung thư, không gây ung thư, cung cấp năng lượng lớn, dồi dào, không ạ? Rồi khác biệt về bao bì, thiết kế sản phẩm sáng tạo. Hộp bây giờ thì lúc sau khi như vậy lúc này anh Tân với chị Hậu sẽ phải suy nghĩ lại là vậy thì mình đã thiết kế cái bao bì sản phẩm mới như thế nào đây, màu của nó là gì, sao mà nó phải ấn tượng đấy, và thậm chí là nó không phải là hình tròn nữa, nó có thể là một cái hình bầu dục, đúng không ạ, hay là một cái hình quả bóng, ví dụ thế. Hoặc là bây giờ nó là cái biểu tượng của mình là cái energy, cái năng lượng hình các vạch pin, thế thì cầm vào cái chai nó sần sần chẳng hạn, đấy, nó cũng có cái hình vạch pin thì nó sẽ sáng tạo hơn đấy, hoặc là dựa trên một cái sản phẩm đột phá công nghệ chưa có, thí dụ như vaccine COVID-19 đúng không ạ, nhu cầu cao đột biến và là cái công nghệ mới thì nó mới có, thì nó có lo bán đâu, đúng không, khách còn đặt hàng còn tranh cướp nhau đánh chửi nhau còn chẳng có sản phẩm đây, thì cái đấy người ta gọi là sản phẩm đột phá. iPhone là một ví dụ, họ vẫn liên tục tung ra được những công nghệ mới cho sản phẩm của họ, lúc thì cảm biến vân tay, lúc thì cảm biến mắt, vân vân, kiểu kiểu như thế. Rồi sắp tới có thể họ sẽ mở iPhone bằng giọng nói, vân vân, những cái công nghệ rất là mới. Xây dựng được hệ sinh thái, rồi cái phần này
Lúc trước tôi đã nói thì trong dài hạn thì tập đoàn mà phát triển mạnh hơn thì hãy 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 ngồi suy nghĩ về chiến lược sản phẩm để làm sao mà nó có tính chất hệ sinh thái, nó kết nối và nó hỗ trợ nhau nhiều hơn. Chứ các ngành hàng nó độc lập quá thì nó rất là vất vả cho các CEO, đúng không ạ? Không tận dụng được khách hàng của nhau. Không tận dụng được khách hàng của nhau. Các bạn nhìn thấy như là Vin họ làm, đúng không ạ? Các dịch vụ, các sản phẩm thì đều đều là hướng tới một tập khách hàng cụ thể và có thể tận dụng được tập đấy của nhau. Ở nhà rồi thì đi học rồi thì đi siêu thị, đi siêu thị rồi thì đi bệnh viện rồi thì mua xe, kiểu kiểu như vậy. Là một cái vòng đời sản phẩm trọn đời không thoát ra được luôn. Đấy là gọi là khái niệm về hệ sinh thái. Đấy, rồi thì đa dạng về sản phẩm, đúng không ạ? Các cái giải sản phẩm nhiều. Đấy. Cụ thể ví dụ như cái hãng Sơn ở bên Nhật thì trước tôi có làm marketing cho họ trong một cái sự kiện thì tôi mới thấy là họ rất là đa dạng, họ rất là sâu. Họ rất là sâu về sự kiện, về về sản phẩm. Cụ thể luôn là các bạn biết là một cái cuốn catalog ở Việt Nam, các bạn cầm một cái cuốn catalog dày nhất là các bạn đã từng cầm là cuốn nào và bao nhiêu trang? Theo các bạn, một cái cuốn catalog mà các bạn đã từng cầm dày nhất ở Việt Nam là bao nhiêu trang? Có đến 100 trang không ạ? 200 trang không ạ? Chưa đến. Vâng. Cái hãng Sơn này là cái hãng Sơn của Nhật, là có 70 năm tuổi. Đó. Và một quyển catalog tôi cầm của họ là dày 1.000 trang, in hai mặt, nặng khoảng 3 cân. Và đấy là quyển Vôn 10. Tức là trước quyển đấy còn 9 vôn nữa. Điều đấy cho thấy là sự chuyên sâu về ngành hàng của họ rất là sâu. Họ làm ngành sơn thì riêng chổi sơn có đến hàng nghìn mẫu chổi sơn. Thang để sơn có hàng trăm mẫu thang để sơn. Bảo hộ để mặc khi sơn có hàng trăm mẫu bảo hộ. Đấy, giày để sơn, tức là nó di cái gì cũng có của ngành sơn. Chứ không phải là chỉ có riêng sơn thì ok, hàng trăm mẫu, hàng nghìn mẫu sơn là đã đành rồi. Rồi thì súng phun sơn, rồi thì dao cạo tường, rồi thì dao bả, rồi thì thang đo, thước đo, giấy nhám, cái gì cũng có, mà cái gì cũng hàng trăm mẫu, hàng nghìn mẫu khác nhau. Và khi tôi làm việc với hãng đó thì tôi mới hiểu rằng là mức độ chuyên sâu về sản phẩm của Việt Nam chúng ta chưa ăn thua gì. Chưa. Chưa gì luôn. Đấy. Chưa gì luôn. Rồi, Andy, chúng ta phải đầu tư sớm thôi. Đấy. Rồi thì phân phối độc quyền. Đấy. Lợi thế cạnh tranh của ta là được phân phối độc quyền. Ok, kim tan là chúng ta sản xuất ra, nó là của ta thì rất là yên tâm rồi. Đúng không ạ? Chúng ta tập trung vào Andy sản phẩm, Andy bao bì nhãn mác, ra nhiều dòng hàng hơn. Đấy, và bán, đúng không ạ? Thế ví dụ như bán iPhone độc quyền thì lợi thế rồi. Đấy, hiểu biết chuyên sâu về ngành rồi. Kỹ thuật cao như là vaccine hay xe hơi thì không có người đi vào thị trường này, rào cản gia nhập thị trường thấp thì cũng có nhiều lợi thế hơn. Đấy, thì đấy là những cái năng lực mà chúng ta phải xác định được, đúng không ạ? Kênh phân phối thì chúng ta phải phân phối được toàn quốc hoặc toàn cầu, dễ dàng giao hàng được. Đấy, có lợi thế về kênh phân phối, ví dụ Crystal Crystal Rossi là một cái chuỗi mà có đến 70 cửa hàng, cũng là có lợi thế rất mạnh đấy. Chẳng qua chúng ta gặp phải thời kỳ dịch bệnh thì chúng ta nó khó khăn thôi. Và Crystal có thể phát triển rộng khắp một quy mô trong nước được, có thể mở thêm được. Tuy nhiên là trong trong thời kỳ dịch bệnh và sau dịch bệnh thì các bạn cũng cần phải cân nhắc lại chiến lược mở rộng kênh phân phối, bởi vì chiến lược đó khá là rủi ro, đúng không ạ?
Còn đối với sofa đúng không ạ, thì chúng ta cũng có thể bán toàn quốc được thông qua hệ thống online hoặc là thông qua các cái điểm trưng bày sản phẩm đó. Và đối với đồ uống thì chúng ta có thể phân phối toàn quốc hoặc là thậm chí là chúng ta đi sang toàn cầu, sang một số nước Đông Nam Á trước. Cơ hội của chúng ta cũng rất là tốt. Hãy nhìn Red Bull. Red Bull là một thương hiệu của Thái Lan và họ đã đi được toàn cầu như thế nào. À, thế thì chắc chắn rằng là sâm, nếu mà sâm thì tôi nghĩ là rất là khó đi được toàn cầu, bởi vì khái niệm về sâm thì chỉ có khu vực Đông Nam Á hoặc khu vực Châu Á, một số nước họ họ quan niệm sử dụng sâm như là một cái sản phẩm tốt cho sức khỏe. Thì ví dụ như phương Tây chẳng hạn thì cái quan niệm của họ về cái sản phẩm này không 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 mạnh bằng. Đó. Họ muốn những cái herbal, tức là đến từ thảo mộc, họ đến từ thảo mộc organic. Đấy. Phải là organic, cái từ khóa mà bạn muốn bán được nó phải là từ khóa organic hữu cơ thì bạn mới xâm nhập được toàn cầu. Tôi có một cái bạn học viên nhưng mà lâu lắm rồi, thì từ hôm rồi đọc một cái câu chuyện của bạn ấy thì tự dưng nhớ lại thì thấy bạn ấy rất là thành công. Bạn này là cái chủ của một cái cơ sở bán hoa quả, nói vui gọi là chỉ gọi là con buôn hoa quả thôi. Thế nhưng mà bạn ấy rất là mãnh liệt, bạn làm tốt lắm. Bạn học tôi phải lâu lắm rồi, lâu lắm rồi, phải từ 2013 2014. Vừa rồi là có chị em nào đây đọc, anh em nào đọc cái bài báo mà nói về việc là xuất khẩu sấu non sang Úc không? Cách đây có một tuần thôi, các bạn search lại cái từ khóa là xuất khẩu sản phẩm sấu non sang Úc, quả sấu ấy. Đấy, quả sấu là nó mua xong rồi bắt đầu nó sơ chế chuẩn 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 gáp thế giới luôn, xong bắt đầu nó hút chân không đóng đá, nó xuất một container sang Úc luôn, lãi sang bên đấy bán 18 đô một cân. Mà ở Việt Nam nhập vào thì nó chắc chắc là tôi nghĩ nó chỉ rơi vào khoảng 3 đô cộng với công sơ chế công đấy nhá. Và đấy chính là bạn làm hoa quả muốn bán xoài mít, bán roi, bán ổi. Nhưng mà thương mại quốc tế kinh phết đấy. Na thì mua của Đài Loan, toàn mua na chuông về bán. Đấy, xong rồi cam, xoài, phải mãng cầu mua của Thái. Tức là nước nào có cái gì ngon là mua về bán ở Việt Nam. Xong đó lại lại thông qua cái kênh mua đấy. Thế là bắt đầu lại Việt Nam có gì ngon lại xuất ngược. À, rất thông minh. Đính đám đấy, search cái bài mà xuất khẩu xấu sang Úc là bạn ấy làm ấy. Thế thì anh Tân với cả chị Hậu là hoàn toàn có thể xuất khẩu được sản phẩm của mình sang thị trường ít nhất là Đông Nam Á và xa hơn nữa là một vài nước khu vực châu Á. Đấy. Không sợ. Không sợ. Có chiến lược dài hạn. Phải biết được cái từ khóa mà có thể ăn được cái từ như từ organic là bây giờ nó rất là thích, hay là cái nước mía của mình rất ngon, bây giờ chỉ làm sao mà để giảm được cái lượng đường trong nước mía đi và giữ được hương vị tươi trong một thời gian lâu. Đấy. Xuất khẩu hay là nước dừa đóng lon ấy. Xuất khẩu cũng ổn mà. Nước mía này, nước mía ở bên Vinamilk đó thầy, người ta nghiên cứu công nghệ để ra nước mía khô, sau đó nó trở thành một cái khô và nó mình pha ngược lại, nó trở thành một cái loại nước nó giống như nước mía tươi vậy đó, mùi vị đúng là mùi vị của gọi là tuổi thơ luôn đó. Và là nước mía ở Việt Nam nói đúng nhất là cái vị tuổi thơ, nó không có thể là nó lẫn vào đâu được. Nên là bây giờ bên Vinamilk họ ở bên Mỹ đó. À, ông chủ của Vinamilk họ mới nghiên cứu xong và họ có thể là lấy chỉ cần là một cái lượng bột đó đổ nước vô quậy vào là trở thành một ly nước mía đúng thuần vị truyền thống của Việt Nam.
Đấy, em chưa được thử mà chỉ nghe người ta nói thôi. Nên đó là cũng là những cái ý tưởng mà gọi là lấy cái vị tuổi thơ, cái vị truyền thống để nó đưa vào cái cuộc sống hiện đại. Cái đó. Andy Andy đấy, cái giải pháp đấy là giải pháp tối ưu về về cả cả vận chuyển rồi thì cả về mặt thuế má rồi rồi cả mặt bảo quản. Họ họ đưa ra một cái bài toán Andy khá là hóc búa mà họ làm được như vậy là chứng tỏ năng lực Andy của họ rất là tốt. Việt Nam mình ấy là mình Việt Nam mình là có lợi thế rất là lớn là mình là có hoa quả nhiệt đới. Nhưng mà mình không 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 sử dụng công nghệ cao được nhiều để tận dụng cái việc đó. Ok, lợi nhuận chiết khấu cao, có nhiều chi phí quảng cáo, đấy là những cái phần đã phân tích. Đấy, và năng lực tài chính, ví dụ như quy mô vốn lớn cũng là một lợi thế, đúng không ạ? Khả năng tài chính mạnh, đè chết ăn thịt đối thủ cũng là một lợi thế. Đấy, hoặc là rào cản gia nhập thị trường là cao, đối thủ không vào được, cạnh tranh thấp cũng là một lợi thế. Chúng ta phải phân tích được, đúng không ạ? Hay là cơ sở vật chất công nghệ hiện đại, những cái tòa nhà building rồi những cái nhà máy quy mô lớn cũng là một lợi thế. À, cuối cùng đấy là cái năng lực về marketing. Ví dụ như có ngân sách marketing lớn, có kỹ năng, có kinh nghiệm, có đội ngũ nhân sự tốt, vượt trội so với ngành. Thì tôi cũng chưa chưa nhìn thấy ở công ty mình. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy có thể dễ nhất trong cái ngành FMCG đấy là Vinamilk và Unilever đúng không ạ? Vinamilk họ họ chi ngân sách bình quân khoảng độ tầm 20 tỷ một ngày. Ngân sách marketing của Vinamilk nó khoảng 20 tỷ một ngày. Nhưng mà thực ra thì so với họ thì nó cũng rất là bình thường bởi vì là họ cái danh mục sản phẩm của họ rất là dài đúng không ạ? Nó hàng trăm sản phẩm, doanh thu nó rất là lớn và sản phẩm của nó là sản phẩm tiêu dùng hàng ngày. Tiếp tục đấy là về năng lực cung ứng dịch vụ đúng không ạ? Những dịch vụ trước trong và sau bán, dịch vụ và chính sách chăm sóc khách hàng, các yếu tố công nghệ trong chăm sóc khách hàng mình chưa có cái yếu tố gì gọi công nghệ lắm đúng không? Ví dụ như là khách người ta nhận được cái là hệ thống mail này, hệ thống Zalo, hệ thống tin nhắn cùng nổ tinh tinh tinh, những cái bí quyết nghề nghiệp riêng, công nghệ riêng như nước mía khô như thế là rất là hay. Nước mía khô như vậy là nó giống như là tạm hiểu nó dựa trên nguyên tắc giống như là người ta tạo ra đường thôi, nó giống như nguyên tắc người ta tạo ra đường thôi. Thì trước đây mình hòa đường ra mình uống thì bây giờ mình hòa cái nó gọi là đường mía hay là mía khô, nó gọi là một cái sản phẩm như vậy, hay là bột mía khô đúng không ạ? Sau đó hòa phát là tạo ra nước mía, thực chất nó chính là dựa trên cái nguyên tắc làm ra đường thôi. Nước dừa này, sáp dừa này, rồi thì những cái quả vải đấy cũng rất là nhiều. Vinamit thì họ thành công nhiều năm nay rồi. Và cuối cùng thì là các cái chính sách vĩ mô, thì độc quyền tự nhiên, độc quyền công nghệ phân phối, kỹ năng quản trị vân vân. Thì các CEO và các sếp là cứ ngồi xác định năng lực cạnh tranh của mình cộng với các chiến lược tăng trưởng bán để mà lựa chọn cho mình một cái con đường nó phù hợp hơn. Đấy. Nha. Đấy, chủ đề thảo luận của ta là đánh giá cái năng lực cạnh tranh của công ty. Hiện tại chúng ta dựa trên năng lực gì và cái năng lực đấy nó mạnh tới đâu? Nó có thực sự có lợi thế gì thì chúng ta phải ngồi viết nó ra để chúng ta làm cái ma trận cạnh tranh nó tốt từng thời điểm nữa. Thời điểm bây giờ là thời điểm dịch cộng với lại thời điểm mình xâm nhập sản phẩm vân vân.
Ok. Có ai có câu hỏi gì không ạ?